Bên này ra đây phơi nắng không con? Chim hả? Ra bắt chim đi. Con muốn ra bắt chim đi. Wow, cà chua chín quá chừng mé bên đây rồi. Bữa nay chắc là mình phải thu hoạch cà chua hướng bên đây. Chín quá mà mình không có thu hoạch ra thế nào là nó cũng rụng xuống đất rồi thối hết. Quá chừng chừng. Cái loại cà chua này ăn ngon lắm các bạn. Nó không có chua quá mà nó cũng không có ngọt. Mấy năm trước là mình trồng trái bự và trái giống như trái cherry. Còn cái trái này thì nó vừa vừa thôi. Cà chua ở chỗ này mình không có trồng, tự động nó lên là bởi vì khi mà mình vô đất cho cái bồn bông ở đây đó, chỗ này gần cái patio của mình tính để mà mình trồng bông rồi gia đình ngồi sinh hoạt đó, nhưng mà vô đất nó có hột cà chua cái nó lên trái, mình thấy nó lên trái quá chừng rồi thôi mình giữ luôn, thành ra năm nay không có trồng bông được ở cái chỗ này mà chỉ có cây cà chua thôi. Được một cái là dễ hái là bởi vì nó gần cái chỗ ngồi đó, chỗ mà sinh hoạt của gia đình ở ngoài sân á, thì coi như là trồng làm kiểng, với lại nó vừa đẹp mà dễ hái, khi nào muốn ăn thì ra hái thôi. Thích mấy cái trái cà chua này lắm các bạn, tại vì nó đỏ tươi, thiệt là tươi, nhìn đẹp quá chừng. Tuần trước mình đã hái hết một đợt rồi, mình trừ lại mấy trái này nó còn xanh, bây giờ nó bắt đầu nó chín rồi mình cũng phải hái. Trồng ở đây thì tiện lợi một cái là mình muốn ăn ra mình hái rất là dễ, nhưng mà nó hơi bị choáng chỗ đó các bạn, thành ra chắc là năm nay là tại tự nó lên thôi chứ năm sau mình phải dời, không có trồng ở chỗ này nữa. Nó leo cao thành ra che cái tầm nhìn. Đẹp quá chừng, cái loại cà chua này đẹp quá. Nó mọc rất là cao, nó mọc cũng khoảng 6-7 feet gì đó. Rồi mình cột nó vô thì nó cứ như vậy mà nó lên trái rất là sai. Bự quá ăn cũng ngán, nhỏ nhỏ thì nhiều khi nó chua. Đây là thu hoạch của cà chua ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Xin chào tạm biệt.